Chào mọi người, kỹ sư hẻm đã quay trở lại đây. Hôm bữa thì độ con Scrambler đã gửi đi Hà Nội rồi, về chủ xe chỉ có việc đợi để mà nhận thôi. Thì hôm nay mình lại bắt đầu, mình độ cũng một con xe của khách tỉnh. Thì mình không biết biển số 4 là ở đâu luôn á, thiệt là thề luôn, mình không biết luôn á. Mình chỉ biết là khách ở dưới tỉnh thôi, nó cũng cách mấy trăm cây á. Thì lát nữa đây mình sẽ sợ phải coi số 4 là ở đâu. Thì đây là một chiếc Suzuki Sachia F150. Nó giống như là chiếc xe của kỹ sư hẻm đã độ cho Suzu. Thì chính vì cái tình yêu mà kỹ sư hẻm độ cái chiếc cho Suzu á, nên bạn vị khách này cũng đã rất là thích những cái món trang bị trên chiếc xe của Suzu, nên cũng đã quyết định là sẽ làm một cái bản độ mà cũng có hơi hướng những cái phụ tùng mà có liên quan giống như là chiếc xe chị F150 của kỹ sư hẻm. Rồi bây giờ bắt đầu tới vấn đề an toàn. Thì nói chung là bên kỹ sư hẻm là độ là chủ yếu là an toàn là chính. Thì để mà nói về an toàn thì không thể nào tới cái vụ heo. Rồi mọi người bắt đầu camera lại gần đây ha. Thì với cái xe này thì khi mà heo zin của nó cũng là heo 2 bít tông rồi, nhưng mà có vẻ như lực thắng nó sẽ không đủ bằng. Thì chúng ta sẽ thay lên một con heo Brembo 2 bít tông một bên. Cái bố thắng của hàng Brembo nó khác với lại bố thắng của hàng zin. Là thứ nhất nó là bố Brembo thì cái độ bám nó nhiều hơn. Cái thứ hai nữa là bố của Brembo nó dài hơn, nên xe lực thắng sẽ rất là ăn. Và chưa kể là cái kết cấu cấu tạo của piston của nó sẽ giúp cho cái lực thắng cải thiện hơn được khoảng 50% so với một con heo 2 piston zin. Rồi cái sau khi mà chúng ta cải thiện con heo thì vô một cái đĩa của vào cặp mâm, đi một cặp mâm và lên dàn đĩa thắng lớn, đã tăng hiệu quả thắng lên gấp đôi. Rồi kế tiếp đó là dàn dây dầu heo. Một về trên đây thì sử dụng dây heo mà bấm đầu on. Đó, đây đầu on ha. Cái đầu on này thì bên kỹ sư hẻm không bấm, cái bản này là bạn khách nó bạn đó đã bấm trước đây và mình chỉ có trang bị thêm những cái thứ khác thôi. Thì ngoài ra đây là một cái bộ phục của Suzuki GSX F150, bản S nha. Bản S là bản ghi đông nắp kịch đông cao. Thì cái bản này thì cái phần ghi đông nó sẽ cao hơn rất là nhiều và nó sẽ có một cái sự thoải mái nhất định cho cái người lái. Thì dĩ nhiên cái gì mà dạy thoải mái mà càng rộng ra thì nó sẽ khó khi mà xoay chở, nhưng mà mỗi người chúng ta phải lựa chọn một cái option riêng cho chúng mình để phù hợp, đúng không? Đấy thì chẳng hạn giống như là những chiếc xe chizin thì chúng ta sẽ có ghi đông nó hơi thấp như thế này, còn ở đây chúng ta sẽ có một cái tư thế ngồi để thoải mái, nó thẳng thớm hơn, ngồi nó sẽ thoải mái hơn, nói chung là thích hợp cho việc đi tour xa các thứ. Rồi bắt đầu tới mà sau khi dưới dàn mâm trước rồi bắt đầu mình sẽ tới. Thì vị khách của chúng ta là muốn có một cái cụm ga đồ chơi, thì mình đã trang bị cho một cái cụm ga Domino của Italy. Đây cụm ga Domino Italy. Ngoài ra là thêm một cái cụm Brembo RZ. Rồi cụm Brembo RZ thì qua bên đây chủ xe cũng đã quyết định là sẽ lên cái bộ cụm con dầu của Brembo luôn. Thì đây là cái cụm con dầu Brembo RZ đi kèm với bên con dầu. Đây mọi người qua đây sẽ nhìn thấy cái bên con dầu khi mà được lắp đặt vào trên xe nó sẽ như thế này. Vì dĩ nhiên là mọi người sẽ hỏi là mình sẽ sử dụng thương hiệu gì. Mình sẽ sử dụng của Magura của Đức, tại vì đồ nó thì mình đã xài rất là nhiều năm rồi, nó rất là bền và ok, không có bị xì phót hay gì cả. Còn những cái hãng như Racing Boy hay gì thì nó rẻ nhưng mà nó rất là dở và nó rất là nhanh hư. Đấy, chưa kể tới một cái phần quan trọng nhất nữa, chủ xe cũng muốn đó chính là gắn bộ trợ lực cho con xe chép 150 này, nhưng mà với những trợ lực thanh khoét sườn hay gì đó thì chủ xe không có muốn, và chủ xe năn nỉ là phải gắn một bộ trợ lực giống như là của xe Suzu, nên mình đã quyết định là tháo của xe Suzu ra để gắn qua đây. Thì bộ trợ lực của xe Suzu là sẽ nằm ở phía dưới chẳng ba như thế này. Này mình đã giờ nguyên bộ trợ lực của xe Suzu gắn qua đây và mình đã order bộ khác. Dĩ nhiên thời gian nó về còn rất là lâu, nhưng mà hiện giờ Suzu nó đang sử dụng qua một chiếc xe khác. Nó đang sử dụng cái con hệ 12x7X để mà đua giải Thái Lan, nên tạm thời con xe chia đó nó không sử dụng nên mình đã tháo qua đây. Thì khi mà đưa qua đây thì cái mà chủ xe muốn đó chính là một cái ghi đông nó bị dài và nó bị cao, nên mình đã phải bấm lại đầu dây dầu mới cho cái bộ trợ lực và mình bấm lại bằng dây dầu heo để mình chuyển dầu trên đây. Thì cái mà hay nhất của nó chính là gì? Bắt đầu camera lên đây. Chẳng hạn như ha, chúng ta đang ở vị trí số 1, chúng ta đang chạy xe ở trong cái địa hình gì đó và chúng ta muốn nhanh chóng để có thể mà chỉnh được cái trợ lực của mình. Đây đang nhẹ ha, nhanh nhất có thể thì chúng ta chỉ việc lấy tay bên đây vào vặn thôi. Đó, bạn thấy không, cái nấc nè, cái nấc chỉnh đây. Ở đây là 1 ha, mình vặn xuống 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nó có 8 nấc thôi. Trợ lực mà GBR
bản này thì nó chỉ có 8 nấc. Khi mà vừa dặn 8 nấc xong là bắt đầu nó nặng lên. Thì cái 8 nấc này của bộ trợ lực trung tâm GBA này á, thì nó khoảng ở mức nấc 12, 13 của những cái trợ lực thanh thôi. Tại vì thật sự mà nói luôn á nha, mấy bạn xài trợ lực mà hai mấy nấc không bao giờ ai mà chỉnh maximum nấc thứ hai mấy. Ngay cho mình đây mình gắn xe trợ lực thanh là mình chạy, cho dù mình chạy 2 xỉ, 2 xỉ mấy, mình chỉ chỉnh tối đa mất tới 15 là coi như hết pin rồi, chứ mình không có chỉnh thêm nấc nữa. Vậy nên 8 nấc này đã là quá đủ, ngang với lại mức 13 tới 15 của những cái bộ trợ lực khác. Rồi thì ngoài đó ra là nguyên một dàn ốc titan. Thì có mọi người sẽ hỏi là vì sao hang ốc này chưa bắt, từ hang ốc này hồi nãy mua lộn kích thước nên chưa có đủ dàn. Còn lại là đã thay thế những chỗ nào thay thế được ốc titan thì đã thay hết vào rồi. Rồi thì ngoài ra bắt đầu chủ xe vô thêm một cái cục ô liềm phía sau, một bộ cổ vô full titan và kèm một lon của Akabovic HB cọt. Thì với cái cây bô này thì tiếng của nó hơi bị la, nó la hơi bị lớn, một lát nữa mình sẽ nổ máy cho mọi người coi thử. Rồi đây là một cái bên đặt Brembo bình dầu liền, cũng đã được trang bị gắn kèm vào. Cái bình dầu liền này có một cái lợi đó chính là chúng ta không phải bắt cái bình dầu nó đi ra ngoài, nó rất là mắc công và nó rung ra, nên gắn với bộ này luôn. Bấm lại sợi dây dầu. Đây phía đằng sau là con heo Brembo 2 bit màu bạc logo lớn. Rồi được kỹ sư hãm làm bát và đi lại dây dầu. Đấy thì tụ chung là như thế. Rồi bây giờ bắt đầu là sẽ bắt đầu tới tiết mục mà mình nổ máy xe lên cho mọi người nghe thử coi chìa khóa xe đâu Hiếu ơi. Trong khi bạn nhân viên của mình đi tìm chìa khóa thì bắt đầu mình sẽ mặc vào đây. Chìa khóa đó chưa? Rồi sẵn lấy mấy cái chai xịt dưỡng luôn đi, xịt để khách một hồi nó có qua thì giao luôn. Xịt dưỡng luôn đây. Biển Sambo. Rồi, chúc mọi người vui vẻ, hẹn gặp lại mọi người ở phần sau.